và trầm mặc nằm trên dãy Hoang Lien Son, một dãy núi hùng vĩ chạy dài 280 km từ Phong Thổ Lai Châu về đến tỉnh Hòa Bình. Bề ngang chân núi ở đoạn rộng nhất lên tới 75 km và đoạn hẹp nhất là 45 km, gồm 3 khối núi lớn: khối Bạch Mộc Long Tử, khối Phan Si Pang và khối Pu Luông. Phan Si Pang là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương, cao 3.143 m. Phan Si Pang thuộc dãy núi Hoang Lien Son, cách thị trấn Sapa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là Hoa Sipan và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Phan Si Pang cũng có nhiều truyền thuyết, đó là câu chuyện về tình yêu son sắt thủy chung của một đôi trai tài gái sắc nhưng không thành duyên chồng vợ. Các câu chuyện thần kỳ và huyền thoại được người dân nơi đây lưu truyền và kể lại từ đời này qua đời khác bên bếp lửa hồng. Khi mà tôi về Long Châu ở Sapa ấy, tôi được các cụ kể lại truyền thuyết sự tích của đỉnh Phan Si Pang ngày xưa ở cái vùng Sapa này. Con ngựa